Xin chào mọi người, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề, đó là nuôi ốc có khó không mọi người nhé, và nuôi bằng cách nào, và bắt ốc ở đâu hay là mua ốc giống ở đâu. Thì trước khi để vào chủ đề của chúng ta hôm nay thì mình xin nhờ mọi người bấm một nút đăng ký ở dưới video cho mình một lượt đăng ký để mình sẽ ra những video nhiều video chất lượng hơn để bà con chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau hỏi nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào nội dung chính đi. Thì là nuôi ốc có khó không? Mà nuôi ốc liệu có mang lại lợi nhuận cao không? Thời gian gần đây ở trên báo đài, các trang mạng ấy, thì là có nhiều cái mô hình, người ta quảng bá nhiều cái mô hình, hay là người ta quay được nhiều cái mô hình nuôi ốc khá là thành công mà mang lại cái lợi nhuận kinh tế cao, thậm chí là có những nhà trở thành triệu phú hoặc tỷ phú nhá. Thì là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái nội dung đó là nuôi ốc có khó không, mà nhiều người là thèm nuôi ốc, muốn nuôi ốc, có thể là họ thích tiếp cận để mà về hai mặt chính để người ta nghĩ đến tiếp cận với nuôi ốc, đó là nuôi về cái sở thích và nuôi về cái kinh tế. Thì theo mình nghĩ là nuôi ốc thì là cực kỳ dễ đấy mọi người, so với cái con ếch con lươn thì nuôi ốc khá là dễ, không phải là cực kỳ dễ mà khá là dễ. Dễ bởi vì là cái ốc này là không nuôi nó không có mùi hôi nha mọi người, không có tiếng động, không có tiếng ồn nhá. Rồi cũng giống như con ếch vậy thôi, nhưng mà con ếch vẫn ồn ào hơn con ốc ấy. Này con ốc là khá là yên tĩnh, đối với những người mà không thích ồn ào thì nó phù hợp với ốc lắm. Nhưng mình thì mình không thích ồn ào lắm nên là mình thấy nuôi ốc là phù hợp. Buổi tối ăn cơm xong mình lại ra ao ốc ngồi chơi một tí, ngó ốc một tí cho mát, vừa thỏa cái sở thích mà lại vừa có ăn, thậm chí là có bán nữa. Nuôi nhiều thì có bán, nuôi ít thì chỉ đủ ăn thôi. Thì nuôi ốc là không khó đâu. Nuôi ốc thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị một cái quỹ đất nhỏ nhỏ để mà trồng rau củ quả cho ốc ăn. Còn đâu nữa là để đất lại trồng rau nó canh sao hàng ngày. Còn đâu là chúng ta khi mà ăn hoa quả, mà có những cái hoa quả mà có cái khả năng nổi trên mặt nước thì chúng ta thả vào, ốc ăn tất tần tật, không có thứ gì mà ốc ăn hết. Từ rau khoai, rau muống, rau lang, rồi rong rêu bèo, cám gạo, cám lô, đại loại là những cái thứ sẵn quanh nhà mình là ốc chén hết, không có loại nào mà không ăn cả. Nên là những sườn mít này có ốc chén luôn, rồi bèo không ăn thì rong muống đó, đến mặt nước bây giờ mình sẽ thả cả la bí lên la môn ấy, quăng tùm lum tà la bạch nhão vào ăn hết. Nên là mà một vấn đề đó là khá đau đầu đấy, đó là vấn đề là cái ốc này là nguồn nước phải lựa chọn cụ thể nhá. Thì nuôi ốc này phải có cái nguồn nước khá là sạch, cái ốc này nó cũng ưa sạch, không phải là ốc mà chúng ta thấy ở trong các cái vụn nước là thấy nó đục đục vậy là ốc nó ở bẩn, nó không phải đâu, ốc ưa sạch nhé. Còn lươn cũng ưa sạch, còn ếch thì chưa tìm hiểu lắm, ốc với lươn là ưa sạch lắm. Đấy, đây là ốc này biểu các là bí này, các giá thể nổi trên mặt nước và biểu lên buổi tối nên ốc hay có tập tính ăn mọi người. Rồi đó, rồi ta tiếp tục nói về cái thức ăn của ốc đi. Thức ăn của ốc, ốc ăn khá là đa dạng loại rau củ quả, hầu như là thứ gì mà con người ăn được là con ốc cũng ăn được, có những thứ người không ăn được ốc cũng ăn được, chẳng hạn như là các loại củ ráy lá ráy người cũng không thể ăn được, ngứa quá nhưng ốc cũng ăn được, ốc là phàm ăn, đặc biệt ốc con còn ăn phàm cái bất cứ thứ gì nó quăng xuống thấy nó biểu đến nó ăn. Nhưng mà chúng ta khi nuôi chúng ta phải sàng lọc nhé, những loại thức ăn, có những loại thức ăn làm ốc còi luôn, chẳng hạn như cái lá đu đủ tươi mà ốc ăn vào là khả năng ốc chết là cao nhé. Đấy, nguồn nước thì mọi người chú ý nhé, chọn ở hiện tại thì có hai cái nguồn nước chính, đó là nước giếng và nước sông. Nước giếng thì là có hai loại nước giếng, đó là nước giếng khơi và nước giếng khoan. Thì giếng khoan và giếng khơi thì nói chung là hai nguồn nước cũng khá là sạch, nói chung là phù hợp với ốc nha mọi người. Nhưng mà hắn có cái hạn chế đó là vào cái mùa khô đó, chúng ta nhu cầu cái thay nước của ốc khi nuôi ốc nó khá là cao, cho nên là chúng ta phải có một cái trữ nước ngầm phải lớn. Thế còn nếu chúng ta giếng thường xuyên cạn nước vào mùa khô thì nuôi ốc sẽ gặp vất vả nhá, bởi vì ốc sẽ không sống bằng nước mưa nhá. Nước mưa thì nhiều tính axit cao lắm, nên khi nào nước mưa vào thì chúng ta cũng tiến hành là
phải khử trùng ấy, bởi vì con ốc này sẽ bị mắc bệnh khi mà mưa xuống. Ốc thường hay chết vào mùa mưa nếu như chúng ta không biết cách xử lý. Cái vấn đề xử lý đó thì nếu như các bạn có muốn tìm hiểu sâu thế hơn thì có thể chúng ta tương tác với mình để chúng ta tìm hiểu được những cái cách trị bệnh, bởi vì mình ốc cũng khá là lâu rồi. Đây, hiện tại mình đang đi thăm cái ao ốc đây. Ao ốc này ốc giống này, đợt này vừa rồi cũng thả xuống đây 5.000 ốc giống này, ốc thả cá ăn một gậy này, đó thấy không? Đấy, nhưng nguồn nước vậy, còn nếu mà nước sông thì phải để ý nha. Nước sông là thường thường là có những cái nguồn nước sông là quá phụ thuộc của cái môi trường bên ngoài, bị tác động của cái con người, cho nên là thường thường là nước sông ô nhiễm, có những nơi là nhiễm vậy. Cái vùng nước mà người ta dùng chẳng hạn như trồng cam, trồng quýt, người ta vẫn phun thuốc sâu xả xuống những dòng sông xin lét, cho nên là cái dòng nước đó nó không sử dụng được, hoặc là những dòng nước nó có những khu chăn nuôi ra, cho nên nó ảnh hưởng, nên nước sông là nó bị chi phối quá nhiều với con người nhá. Cho nên là khi lưu ý để sử dụng nước sông, chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng nhé, phương án lựa chọn nguồn nước đầu vào nhé. Như vậy là nguồn nước là chúng ta đã nói qua rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về nguồn con giống thì chúng ta sẽ mua ở đâu. Rồi có những người thì bây giờ nuôi ốc thì mình tìm giống ở đâu rồi, hay là mình đi bắt đâu ra ốc, bây giờ ốc hiếm lắm. Nhưng mà thực tế là ốc bây giờ rất là sẵn nhé, các cái trang mạng, các cái diễn đàn, các cái kênh YouTube, hay là các cái bài báo viết những cái địa chỉ bán giống uy tín rất là nhiều. Các bạn nên tham khảo những cái địa chỉ mà gần nơi với mình ở nhất, để mình chúng ta đánh cái tình trạng là di chuyển ốc quá xa khiến cho ốc bị hao hụt về cái số lượng nhé, khiến cho cái thành quả lao động của mình nó bị kém đi. Đó, đây là cái bể mà mình ươm ốc con nhé, có cả trứng ốc đúng cả. Đây, ốc con hiện tại là cho ăn bèo đây. Đó, cho nên hiện tại nó con mồm hơi yếu, cho nên là ăn những cái lá mềm thôi, hoặc là những cái chất hữu cơ mùn bã vậy thôi. À, trong này khá nhiều ốc đấy, trong này có lại vài nghìn ốc thôi. Vài nghìn đối với cái một người mà đi chuyên đi mò ốc thì vài nghìn ốc cũng quá là nhiều. Người đối với một người nuôi ốc thì là vài nghìn ốc quả là một con số quá là ít. Ốc con này được tầm cỡ 2 tuần tuổi đây, có ốc 2 tuần hoặc kém hơn. Cái lứa này so le đấy, nhỏ nhỏ tầm như hạt đỗ. Chưa. Này cái nước khá trong. Nước ốc mà như vậy thì chúng ta thì sạch, nước sạch. Đấy, chúng ta sẽ nói tiếp cái nguồn giống nhá. Cái nguồn giống ốc thì là các bạn có thể là nuôi hai cách tiếp cận với nghề nuôi này, đó là chúng ta sẽ nuôi ốc sản xuất ốc giống này, nuôi ốc bố mẹ này, và nuôi ốc giống con này để trưởng thành, sau này chúng ta có thể tạo thành ốc giống bố mẹ này, hoặc là tạo thành cái ốc thương phẩm của mình. Đây thì thời gian nuôi ốc con nhanh được thu hoạch, mọi người rất là nhanh nhá. Nếu như mà ao đất thì thời gian nó khoảng 3 tháng thôi, còn nếu ao bạt thì có lẽ phải kéo dài hơn đấy, mất tầm cỡ 5 tháng đến 4 đến 5 tháng đấy, bởi vì trong ao đất thì chất khoáng tự nhiên khá là nhiều, cho nên là cái môi trường tự nhiên con ốc rất phát triển rất mạnh. Với hơn nữa có cái nguồn nước mạch trong lòng đất, nó sẽ đẩy được lượng nước mưa axit hoặc những thay nước những cái chất bẩn đi, còn cái ao bạt chúng ta quá phụ thuộc vào cái bàn tay của con người mình, cho nên là hoặc là chịu cái sự tác động của tự nhiên mà không có thể tự động thay nước được, nên là chúng ta phải phụ thuộc vào cái sự chịu khó của mình nhá, thì chúng ta mới có thành quả được nhá. Đây là những cái vườn này, thức ăn này, bây giờ nhà mình trồng rau là mình tiện thể là mình cấy vào mấy cái hàng sẵn này luôn, mình sau này để ốc ăn luôn. Đó, có thức ăn cho ốc chén luôn, nhiều khi đi làm để nhắc nhắc lao ra là ném một ôm xuống là ốc ăn thoải mái, không phải lo nghĩ đến vấn đề thức ăn nhá, mưa gió không đi đâu được, ra bẻ vài cành thắn ném xuống vậy là ốc có ăn luôn, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Này mướp trồng này vừa ăn trái này, nhưng mà lại có lá cho ốc ăn này. Đó, các bạn mà có vườn mướp ở cạnh bên nhà thì quá là tuyệt vời, cái đó các bạn lại tự ưu đãi cho mình một cái điều thật sự tuyệt vời. Cái này không phải thiên nhiên ưu đãi nhá, cái này chúng ta tự ưu đãi chúng ta thôi. Đó, thấy chưa, đây này, tận dụng những cái bờ lưới rằng gà để chúng ta gác lên vài ba cây trồng ít, rồi là trong cái chỗ đất ẩm là cấy ít bụi môn nữa, vậy là có thức ăn cho ốc thôi, không phải lo lắng đâu. Ở trong ngổ này trồng bạt nhỏ vậy lâu lâu lại bứt cho ốc ăn. Như vậy là thức ăn chúng ta chỉ nói đến vậy thôi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến là ốc khi chúng ta nuôi thì liệu có dễ bán không mọi người? Khá là dễ nhá, hiện tại là cái khu vực mình sống bây giờ là ốc hiện tại đang thiếu trầm trọng nhá, không có để mà ăn đâu. Cho nên là các bạn cứ yên tâm đi, nuôi khác là thứ nhất là mình đã ăn là cũng đủ rồi, bởi vì món ốc này khá là ngon nhá mọi người.
nên là video này mình làm để cho sáng tỏ cái mọi việc nhá, mọi người sẽ yên tâm hơn khi xem video này nếu như có quyết định để nuôi ốc nhá. Video đến đây là mình xin tạm biệt các bạn nhá. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được những cái thông báo về video của mình nhá, để chúng ta sẽ cùng nhau phát triển hơn, nhiều hơn những cái ngành nghề.